Mình Việt Cường, hai đội chúng ta thi đấu 3 hiệp 25. Đội nào thắng 2, đội thắng cuộc. Xin mời trọng tài cho hai đội bắt tay. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với giải bóng chuyền Nam huyện Long Thành năm 2020 nha các bạn. Xã Cẩm Đường gặp công ty Nhật Trung. Công ty Nhật Trung này là bất động sản các bạn, tại Long Thành, Đồng Nai. Thì trận này là trận bán kết 2. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu nha các bạn. Team của xã Cẩm Đường phát bóng trước. Điểm 0-0. Phát bóng kết, điểm cho Cẩm Đường 1-0. Điểm 1-0. Đập bóng tốt các bạn. Đập bóng tốt. Đội điểm cho công ty Nhật Trung 1-0. Điểm 1-0. Tiếp tục là số 8 các bạn. Đập bóng tốt. Điểm tiếp tục công ty Nhật Trung 2-1. Điểm 2-1. Tú MC. Xã Cẩm Đường thằng lỗi kỹ thuật. Điểm tiếp cho Nhật Trung 3-1. Lỗi qua chân nha các bạn. Đúng 14 giờ chiều hôm nay sẽ được thi đấu chung kết và trao thưởng nhất, nhì và đồng hạng 3 cho các đơn vị. Điểm 3-1. Cử các vận động viên của chúng ta đến nhận huy chương và tiền thưởng của ban tổ chức. Phòng thủ tốt. Bóng ngoài sân. Bóng ngoài sân, điểm tiếp cho công ty Nhật Trung 4-1. Điểm 4-1. Tú MC. Bóng ngoài luôn nha các bạn. Bóng ngoài sân. Điểm tiếp cho công ty Nhật Trung 5-1. Điểm 5-1. Bóng tốt, đội điểm cho xã Cẩm Đường 2-5. Điểm 2-5. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Đánh bóng tốt. Điểm tiếp cho Cẩm Đường 3-5. Giải huyện Long Thành nhưng mà cho mướn ngoại binh nha các bạn. Nên team bên Cẩm Đường tôi thấy có Tú MC, An Cao. Đánh bóng ngoài sân, điểm đổi công ty Nhật Trung 6-3. Điểm 6-3. Bỏ bóng không qua lưới. Chưa qua lưới. Điểm tiếp cho công ty Nhật Trung 7-3. Điểm 7-3. Chắc sầu riêng cắt bóng tốt. Đồ điểm cho xã Cẩm Đường 4-7. Điểm 4-7. Phòng thủ bóng ra ngoài. Đội điểm với công ty Nhật Trung 8
4. Điểm 8-4 nghiêng về cho công ty Nhật Trung các bạn. Chắc sầu riêng. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt. Đội đến với cấm đường 5-7. Điểm 5-8. Vẫn còn các bạn. Xử lý trên lưới tốt các bạn ơi. Chung 9-5. Điểm 9-5. Bóng ngoài luôn nha các bạn. Điểm tiếp cho công ty Nhật Trung 10-5. Điểm 10-5. Phát bóng ngoài. Phát bóng ngoài sân, đổ điện cho cộng đường 6-10. Điểm 6-10. Đỡ bóng ra ngoài. Điểm tiếp của cộng đường 7-10. Điểm 7-10. Bóng dưới lưới. Đánh bóng chưa qua lưới. Điểm tiếp cho cộng đường 8-10. Điểm 8-10. Phát bóng không qua lưới. 11-8 cho công ty Nhật Trung. Điểm 11-8. An cao. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Đập bóng tốt. Điểm 9-11. Điểm 9-11. Đập bóng tốt. Đổi đến với cộng đường 10-11. Điểm 10-11. Đập bóng ngoài sân, điểm với công ty Nhật Trung 12-10. Điểm 12-10. Đập bóng chạm tay chắn ra ngoài. Đập đến với cấm đường 11-12. Điểm 11-12. Tốt rồi.
Bóng ngoài các bạn. Đập bóng ngoài sân, điểm tiếp theo cấm đường 12 đều. 12 đều. Hiện tại mình đang quay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Long Thành nha các bạn. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của An Cao. Đường 13, 12. Đẹp 13, 12 đang nghiêng về cho xã Cẩm Đường. Đập bóng tốt, đội điểm với công ty Nhật Trung 13 đều. Đẹp 13 đều. Bỏ bóng thông minh các bạn. Đội điểm với Cẩm Đường 14, 13. Đẹp 14, 13. Đập bóng chạm tay trắng ra ngoài, đổi điểm với công ty Nhật Trung 14 đều. Đẹp 14 đều. Tú MC vẫn còn tiếp tục. Một pha lọt trắng uy lực đến từ Chắc Sô Riêng các bạn. Điểm 15, 14. Hư bước 1 các bạn. Cộng đường 16, 14. Đẹp 16, 14. Trống trắng. Đập bóng ngoài. Đập bóng ngoài sân, điểm tiếp theo cộng đường 17, 14. Đẹp 17, 14. Tiếp tục là bóng ngoài các bạn. Điểm tiếp theo cộng đường 18, 14. Đẹp 18, 14. Bóng ngoài. Tên ra ngoài, điểm tiếp với cộng đường 19, 14. Đẹp 19, 14. Trắng bóng tốt. Điểm tiếp với cộng đường 20, 14. Đẹp 20, 14. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm tiếp với cộng đường 21, 14. Đẹp 21, 14. Phát bóng không qua lưới. Đánh bóng chưa qua lưới. Đội điểm với công ty Nhật Trung 15, 21. Mà hai vận động viên thay người. Đếm 15, 21. Phát bóng không qua lưới. Đội điểm với cộng đường 22, 15. Điểm 22, 15. Tú MC phát bóng không qua lưới các bạn. Chắc Sầu Riêng. Đập bóng tốt. Đội điểm với cộng đường 23, 15.
phát bóng ra ngoài, phát bóng ngoài sân. Điểm cho cộng điểm cho công ty Nhật Trung 16-23. Đập bóng uy lực đến từ An Cao ạ. Đội điểm với cộng gần 24-16, điểm kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Bóng ngoài luôn nha các bạn. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Xã Cẩm Đường thắng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn các bạn lại set 2 nhé.